Kính thưa Chủ tịch đoàn, kính thưa các quý vị đồng nghiệp. Nội dung tiếp theo em xin báo cáo về nghiên cứu giá trị bạch cầu ái toan trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và mối liên quan đến tái nhập viện. Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hiện nay làm tăng tỷ lệ tử vong, tăng gánh nặng chi phí rất là nhiều và một trong những mục tiêu theo goal đó là giảm nguy cơ đợt cấp. Và việc tìm hiểu về bạch cầu ái toan và mối liên quan đến tái nhập viện sẽ giúp cho quản lý đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tốt hơn. Nghiên cứu tập trung vào hai mục tiêu. Thứ nhất là nhận xét giá trị của bạch cầu ái toan ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện. Và thứ hai là tìm hiểu mối liên quan giữa giá trị của bạch cầu ái toan với tái nhập viện vì đợt cấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đối tượng nghiên cứu trong phạm vi báo cáo ngày hôm nay là số liệu nghiên cứu này được lấy từ một phần số liệu của đề tài nghiên cứu sinh với nội dung nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ tái nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được phê duyệt vào tháng 12 năm 2016 tại Đại học Y Hà Nội. Đối tượng nghiên cứu có 133 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện vì đợt cấp tại Trung tâm Hốp Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 8 năm 2019. Đây là một nghiên cứu mô tả nghiên cứu. Những cái bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sau khi nhập viện sẽ được sàng lọc. Nếu đủ các tiêu chí thu nhận sẽ được thu nhận các cái chỉ tiêu về lâm sàng và cận lâm sàng sau khi được cấp ổn định và bệnh nhân cũng được theo dõi trong vòng 12 tháng để xác định cái tỷ lệ tái nhập viện cũng như là tìm hiểu mối liên quan giữa các yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng với tỷ lệ tái nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tiêu chuẩn lựa chọn là những cái bệnh nhân được chẩn đoán xác định đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và đồng ý tham gia nghiên cứu, loại trừ những cái bệnh nhân có các cái bệnh lý khác gây ảnh hưởng đến tiên lượng sống của bệnh nhân và những cái bệnh nhân mà có không thể đo được chức năng hô hấp là một trong những cái chỉ tiêu cần phải đánh giá của nghiên cứu. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo Gold năm 2016. Đánh giá nhóm bệnh A, B, C, D. Đợt cấp thì được xác định theo tiêu chuẩn của Antonisa năm 1987, đánh giá với ba mức độ nặng của đợt cấp nhẹ, trung bình và nặng. Đánh giá các nguyên nhân gây đợt cấp và điều trị đợt cấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bệnh nhân sau khi thỏa các tiêu chí cải thiện về triệu chứng, thành thạo kỹ thuật sử dụng thuốc dạng phun hít, có thể cho ra viện. Các cái chỉ số nghiên cứu sẽ được thu thập ở các cái thời điểm. Trong đó, giá trị của bạch cầu ái toan được thu nhận ở thời điểm khi đợt cấp ổn định với hai giá trị ngưỡng là 2% và 300 tế bào trên microlít. Đánh giá số lần tái nhập viện về đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong 12 tháng sẽ dựa trên cơ sở một là giấy xuất viện của các cơ sở y tế có chẩn đoán xác định đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc có thể liên hệ qua điện thoại với cơ sở y tế để xác chẩn cái việc chẩn đoán đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của bệnh nhân. Hoặc nghiên cứu viên có thể liên hệ qua bệnh nhân và người nhà để hỏi lại các cái triệu chứng xem có phù hợp với chẩn đoán đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhập viện hay không. Các số liệu được xử lý với phần mềm FBSS 20.0, trong đó bao gồm 3 phân tích. Thứ nhất đó là thống kê mô tả về các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tỷ lệ tái nhập viện trong 12 tháng. Thứ hai là so sánh sự khác biệt giữa hai nhóm bệnh nhân và sử dụng mô hình hồi quy Poisson để tìm hiểu về liên quan giữa bạch cầu ái toan với tái nhập viện vì đợt cấp. Nghiên cứu tuân thủ đạo đức nghiên cứu y học. Về phần kết quả, đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu có đến 94% bệnh nhân là nam giới và 91% bệnh nhân có độ tuổi trên 55, 40% bệnh nhân có BMI dưới 20. Số ngày điều trị trung bình của các bệnh nhân là 9,17 cộng trừ 4,22. Tỷ lệ tái nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong 12 tháng sau xuất viện là 48,12%, có một đợt cấp là 23%, có trên hai đợt cấp tái nhập viện là 25% và cũng có một bệnh nhân có đến tận 8 đợt cấp phải nhập viện trong 12 tháng. Tỷ lệ tái nhập viện theo một số nghiên cứu thay đổi từ 38% đến hơn 70%. Tuy nhiên, sự khác nhau về tỷ lệ tái nhập viện có thể là do đặc điểm của các cái đối tượng thu nhận trong các cái nghiên cứu này khác nhau. Giá trị bạch cầu ái toan máu ngoại vi ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cho thấy có 53,38% có tăng bạch cầu máu ngoại vi trên bạch cầu ái toan máu ngoại vi trên 2% và giá trị bạch cầu ái toan trung bình là 330 cộng trừ 85 tế bào trên microlít. Một số nghiên cứu như của Crook năm 2016 thì bạch cầu ái toan giá trị bạch cầu ái toan trung bình đó là khoảng 180 và có 2,41% giá trị trung bình.
bạch cầu hoàn toàn tỷ lệ trung bình 2,41% và 63% bệnh nhân có bạch cầu hoàn toàn trên 2%. Nghiên cứu của Cha năm 2020, 73,68% bệnh nhân có bạch cầu hoàn toàn trên 2%. Và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm có tăng và không tăng bạch cầu hoàn toàn về tiền sử số đợt cấp trong 12 tháng trước với P nhỏ hơn 0,05. Nếu lên ngưỡng giá trị bạch cầu hoàn toàn 2% thì thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tái nhập viện ở nhóm có tăng bạch cầu hoàn toàn với nhóm không tăng bạch cầu hoàn toàn. Tuy nhiên khi lên ngưỡng là 300 tế bào trên microlit thì lại không thấy có sự khác biệt. Phân tích Poisson đánh giá mối liên quan đơn biến giữa bạch cầu hoàn toàn với số lần tái nhập viện vì đợt cấp cho thấy những cái trường hợp tăng bạch cầu hoàn toàn trên 2% thì số đợt cấp tăng 67% so với nhóm có bạch cầu hoàn toàn dưới 2%. Nếu lấy giá trị bạch cầu hoàn toàn ngưỡng là 300 tế bào trên microlit thì nhóm bệnh nhân có tăng bạch cầu hoàn toàn trên 300 có số đợt cấp tái nhập viện tăng 40% so với nhóm không tăng bạch cầu hoàn toàn. Nghiên cứu của Crook năm 2016 thì tăng bạch cầu hoàn toàn trên 340 tế bào có liên quan đến nguy cơ đợt cấp nặng tăng 1,76 lần và đợt cấp trung bình 1,15 lần. Tỷ lệ bạch cầu hoàn toàn trên 3,3% có liên quan đến nguy cơ đợt cấp nặng tăng 1,32 lần. Tuy nhiên, phân tích đa biến với mô hình Poisson đánh giá vai trò của bạch cầu hoàn toàn và các yếu tố cận lâm sàng khác thì lại không thể hiện rõ vai trò của bạch cầu hoàn toàn trong việc tiên lượng đợt cấp nhập viện. Kết luận của nghiên cứu, qua nghiên cứu 133 bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện cho thấy giá trị trung bình bạch cầu hoàn toàn máu ngoại vi là 330 cộng trừ 85 tế bào. Với giá trị ngưỡng của bạch cầu hoàn toàn 2% thì có sự khác biệt rõ về tái nhập viện ở nhóm tăng bạch cầu hoàn toàn và không tăng bạch cầu hoàn toàn. Bệnh nhân tăng bạch cầu hoàn toàn trên 2% có số đợt cấp tái nhập viện tăng 1,67 lần so với nhóm không tăng bạch cầu hoàn toàn. Và bệnh nhân có bạch cầu hoàn toàn trên 300 thì có số đợt cấp tăng 1,4 lần so với nhóm không tăng bạch cầu hoàn toàn. Em xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn.